Rồi, hello anh em ha. Đã quay trở lại với kênh của cửa hàng Phú Hương. Em là Mr. Hương ha. Thì bữa nay chỉ có một con duy nhất là nó có xăng sẵn trong bình, thì nổ test thử cho anh em luôn. Còn mấy con còn lại là chưa có trong xăng, do đó là chỉ test nổ một con cho anh em thôi ha. Rồi, hôm nay là 17, bữa nay tới 19 ha. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 2020. Rồi, em sẽ gửi tới anh em là đơn giản thôi, chỉ có 9 cái con máy cưa thôi ha. Nhưng mà 9 con này đều là máy hàng tuyển, cực kỳ tuyển nha anh em. Máy là chắc con nào là chắc lừa con đó, kể cả cái con rẻ tiền nhất vẫn là hàng tuyển rất là đẹp đó. Rồi anh em cùng theo dõi với bên mình ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với mình theo cái bảng công phần này ha, tiến hành đặt cọc rồi gọi trực tiếp qua số 0967100003. Lưu ý là bên em chỉ giao dịch duy nhất một số này, còn cái số khác gọi đó ha. Rồi như thường lệ thì nó sẽ có là một cây cân để cân cái khối lượng và một cái cây hước để đo cái chiều dài của cái lam. Đó, hôm nay là toàn là máy tuyển, cực kỳ đẹp. Nồng đứng, nồng nằm gì là có đủ hết nha anh em. À, chỉ có 9 con thôi mà bữa nay bên em đánh dấu theo cái mã là mã E ha. Từ E1 cho tới E9. Anh em coi có nhu cầu lấy con nào thì tiến hành đặt cọc với bên em, rồi bên em sẽ test nổ máy gửi qua Zalo. Rồi, đầu tiên là cái con số E1, cái con E1. E1 và E2 là hai cái con nó cùng cái phân khúc là đều là echo tay dài. Echo bữa nay con này là echo 282, echo bên đó là echo 281. 282 hay 281 thì cái công suất nó ra là giống nhau. Nó đều khoảng là 30-32cc. Đó. À, đây là những cái con máy mà cực kỳ nhiều khách đã mua rồi để xài cưa củi. Con này là chuyên về cưa củi và cưa gia đình là cực kỳ VIP, tại vì nó là chuyên về máy cưa dòng cưa gia đình. Rồi anh em hỏi máy này đi cưa hạ cây đứng hoặc là cưa cây dừa được không thì được luôn ha. Đấy, nó vẫn cưa là vẫn đáp ứng được luôn. Nhưng mà nó thì nó chuyên về cưa củi gia đình hơn, mà bên Nhật thì người ta cũng thiết kế chuyên cho xài gia đình. Nó thì khá là nhẹ gọn ha. Rồi cái con E1 này là 1.9, E2 này cũng là 1.9. Con này thì lam 3.5 tấc, anh em có thể cưa được cái cây đường kính tối đa là 7 tấc ha. Rồi con này 4.8 nha anh em, 4.8. 4.8 cho cái con echo 282. Đó. Rồi còn cái con 281 thì cái con này thì nó là cái mã nó là nhỏ hơn một số 281, nhưng mà cái lam của nó còn cái chữ echo khá là đẹp nha. Con này cũng lam 3.5 tấc luôn ha. Đó, cái mà cái chữ echo nó có nó còn khá là đẹp. Rồi, con nãy 4.8 để mình coi con này bao nhiêu. Rồi, con này 4.9 nha nè, 4.9. Con này là 4.9 luôn. À, 281 ha. Cái lam nó còn đẹp hơn, cái lam nó còn cái chữ echo hơn là cái con bên đây. Đó, cái ốp của mình này là của nó là bằng nhôm, bằng kim loại, nó rất là bền ha. Cái ốp lam á, ở đây thì bằng nhựa, mặt ở bên đây bằng nhựa, nhưng mà cái lóc á, cái lóc ở đây, cái vỏ bên đây thì lại là nhôm với cái ốp đó thì nó rất là bền. Rồi, 1.9. Cái tiếp nữa là một cái con tay cục ha, cái con này mà Marunaka. Đó, xin lỗi, cái con này là không phải Nakatomi. Đọc lộn nha, xin lỗi anh em, là Nakatomi. Thì cái con này là hàng bán tại Nhật, xuất xứ nội địa Nhật, nhập từ Nhật ha. Nhưng mà cái nhà máy sản xuất của nó là tại Trung Quốc nha. Ha, nhưng mà nó nhập từ chính hãng từ Nhật và nó là cái thương hiệu và máy của Nhật ha. Lưu ý giùm em. Cái con này thì đời nó cực kỳ cao. Tại vì những cái con mà máy đời cao sau này thì mấy cái nhà máy, cái xưởng nó sẽ chuyển qua bên nó lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc. Cái con mà linh kiện phụ tùng và công nghệ và cái thương hiệu của nó là đều tại Nhật hết. Ha, giống như Makita vậy đó, anh em cái máy Makita đời sau này đều sản xuất tại Trung Quốc hết, nhưng mà nó là máy Nhật. Thì con này cũng y chang vậy, nó bán tại đất nước Nhật, máy Nhật. Để chỉ sản xuất lắp ráp là tại nhà máy của Trung Quốc thôi ha. Rồi con này thì là 3.9, 3.9, con này đời cực kỳ cao nha anh em. Cái con này là đời nó khoảng là 2016 á. Đấy, nó là nó xài làm ô đi rong luôn nè, có xịa gỗ luôn nha ha. Có xịa gỗ luôn. Để em coi. Con này chỉ có trắng tay cầm thôi ha, không có phanh nha nè ha. Con này chỉ có trắng tay cầm thôi, không có phanh, nhưng mà cái lam xích của nó còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Lam xích này là lam xích zin theo máy của nó nha. Con này lam 4 tấc ha, lam 4 tấc, máy cực kỳ gọn nhẹ. Con này xài là cưa xài, nếu mà anh em mua về xài cưa gia đình, cưa nhánh, cưa củi đồ này kia là rất là đã. 3.9 đó, 3.9 ha. Đây, con này thì bên em đã bán nhiều rồi nha anh em, giá bán nhiều rồi, nó nằm là luôn về là nằm chung lô của nội địa Nhật hết. Anh em xài là phản hồi là cực kỳ tốt nè. Cái le của nó là le tự động nha,
khi mà mình kéo cái le ra. Rồi, mình kéo le ra, mình giật máy, máy rồi mình bóp ra là tự động nó nhảy vô. Đó, nó nhảy vô, nó tự động nha. Đó, đây là cái đời cao, cái đời rất là cao. Con này thì 2 triệu nha nè. Kế tiếp nữa là hai cái con tay cục. Hai cái con tay cục Tanaka và con bên đó là con bên đây là gì ta? Hitachi. Hitachi nha nè. Ha, hai con này là cái công suất của nó là xem nhau. Cái con này là 33cc. Con bên đó thì nó khoảng là 35cc và 34cc. À, tức là nó cao hơn 1cc. Hai con là cái form nó giống nhau. Nhưng mà nếu mà anh em nhìn, anh em có thể nhìn, anh em đánh giá được luôn là cái con E5 về cái độ biết sơn rồi này kia nó sẽ đẹp bóng bẩy hơn cái con E4 này rất là nhiều. Do đó là nó cũng cao tiền hơn. Con này 2,2 triệu, con đó 2,3 triệu. Nhưng mà nếu mà đánh giá về, nhìn về cái lam đó thì cái con bên đây nó vượt trội hơn. Cái lam của nó còn chữ Tanaka rất là đẹp nha. Còn cái con bên đây là cái lam nó không có chữ, chứ không phải là nó bị mắc chữ nha nè. Cái lam nó không có chữ nha. Lam không có chữ. Cái con này, cái coi nhất lại là cái lam của con này là tăng đưa trên lam, nó cao cấp hơn. Tăng đưa trên lam. Anh em nhiều hoàn toàn có thể thấy là cái màu sơn, nước sơn của nó rất là bóng bẩy hơn thằng này. Đó, thằng này thì nhìn nó cũng đẹp, rất là đẹp, nhưng mà nó nếu mà so sánh với thằng đó thì nó thằng đó nó đẹp nứt nở hơn nha. Rồi mình sẽ đo cái chiều dài của lam cho anh em coi. Con này thì chắc khoảng 4 tấc. Rồi chính xác con này là 4 tấc nha anh em, lam 4 tấc. Tay cục mà lam 4 tấc là khá là dài, lá khá là bự rồi đó nha. 4 tấc nha, kiếm tay cục mà dài hơn 4 tấc rưỡi là không có đâu. Con này 2,2 triệu Tanaka. Cả hai con này là kẻ chính lại người nửa cân, cho nó không có trên nhau về cái độ đẹp nhiều, nhưng mà nếu mà xét cho tới tận cùng luôn thì cái con bên đây là đẹp hơn. Con này 4kg đúng luôn nha nè. 4kg đúng Tanaka ha. Tay cục làm 4 tấc, xích con cực kỳ dày. Xích rất là dày nha. Rồi, còn cái con bên đây. À, với lại cái con E4 này đó thì nó chỉ có trắng tay cầm thôi, con bên đây thì khả năng là nó có cái phanh luôn. Đúng rồi, nó có phanh luôn nha nè. Con này thì nó có phanh luôn, tức là nó cao hơn chỉ có 100 ngàn thôi, nhưng mà máy nó đẹp hơn mà nó có phanh luôn. Rồi con này nặng hơn nha, con này 4,250 kg, 4,250 kg nha. Rồi hai con cái form nó giống nhau, nhưng mà cái khối lượng nó trên nhau chút xíu. Một con là 2,2 triệu, một con là 2,3 triệu. Và hai con này là cực kỳ đẹp nha anh em. Đây là hàng tuyển cực kỳ đẹp. Anh em đừng so sánh giá với những cái máy khác cũng nó cũng là Tanaka ECS 330. Nhưng mà tại sao giá nó là 2 triệu, 2 triệu mốt, thậm chí là 1 triệu 9. Nhưng mà anh em cứ nhìn lại cái màu sơn, màu đẹp, cái màu sơn với lại cái lam rồi kia. Đó, mình mua máy cũ mình phải nhìn vô cái độ mới của cái máy, chứ không có đừng có nhìn cái giá. Đúng không? Cái giá muốn giá nào cũng có hết trơn. Nhưng mà cái máy mà muốn mua mà máy cũ mà máy đẹp thì cứ kiếm Hương ha. Đấy. Là máy cực kỳ đẹp luôn. Đó, rõ ràng không? Cái con E5 bên đây thì nó sẽ màu sơn nó sẽ đẹp hơn bên đây. Nhưng mà nó cũng không chênh lệch nhau nhiều, kẻ 9 kẻ 10 thôi. Rồi, hết một hàng ha. Bây giờ tới cái con E6. Cái con này là cái con hồi nãy em đã nổ máy lên thử nè. Cái con này là nó là 34cc ha. Cái con này thì nó chạy rất là đầm nha anh em. Con này chắc chắn là nó sẽ nặng hơn tất cả những cái con nãy giờ. Làm con này cũng là 4 tấc. Nhưng mà nó nặng á thì anh em cưa rất là đầm. Hồi nãy anh em thấy không, em lên em nẹt hết ga luôn, nhưng mà cái máy nó không hề nhúc nhích. Đó, còn những cái máy này nó nhẹ thì khi mà mình lên hết ga thì đâu đó nó sẽ có độ rung. Độ rung nhiều ít ha. À, con này có phanh luôn nha nè ha. Phanh nó là phanh kim loại luôn nè. Cái phanh tay của nó trên này là kim loại luôn. Đó. Con này rất là vip nha. Con này hình như đó là cái hàng Shingu á. Shingu Tokyo Japan nè nè. Tokyo Japan. Con này là chạy là cực kỳ vip nha. Nó chạy rất là đầm máy. Nếu mà anh em kiếm một cái máy mà cỡ trung lớn chút xíu, lớn hơn những cái con máy nãy giờ đó để cưa củi đó. Ví dụ như cái con này là đã cưa củi được rồi. Anh em kiếm hơn con này. Ví dụ đây nè. Ví dụ dễ nói cho anh em dễ hình dung. Ví dụ đây là chiếc quay, chiếc rim nè. Là cái con này. Thì bây giờ anh em nhảy lên đây là chiếc Accenter gì đó, là nó khoảng từ một cái chiếc là 110cc. Thì lên cái con này là nó khoảng 150cc thì cưa nó mướt hơn, nó sướng hơn và nó đầm hơn, nhưng mà nó sẽ nặng hơn. Rồi, nặng bao nhiêu bây giờ mình đưa lên cây cành ha. Con này chắc chắn là sẽ nặng. Con này là 6,250 kg nha nè. 6,250 kg. Đó, nói nặng chứ thực ra là 6,2 kg thì bình thường thôi. Máy cưa thì cái nó dao động trong khoảng là từ 4kg cho tới 8kg là bình thường. Còn những cái máy cưa mà khủng á thì nó phải
từ mới trên 10 kg ha. Còn cái này 6 kg mấy thì là ok, mà chạy là cực kỳ đầm, chạy rất là đầm, và tiếng máy của nó rất là mướt ha. Mà nãy em có nổ rồi thì anh em cứ đánh giá, giá của nó cũng rất là mềm, 2.350 triệu đó. Đây là những cái máy, đây là cái máy mà anh em về là xài nè, chứ nó không phải là của một cái dạng mà hoa hậu, không phải là cái dạng mà quá xuất sắc ha. Đó. Nhưng mà nhìn nó là vẫn đẹp bình thường ha. Đây là cái lô này mà lô máy tuyển mà nó vẫn đẹp bình thường, nhưng mà nếu mà kiếm mà so mà xuất sắc như hàng này á thì nó không thể bằng xuất sắc được, nhưng mà nó cũng là thuộc cái dạng đẹp rồi đó, nằm trên top rồi ha. Rồi kế tiếp nữa là một cái con nào Ryobi, con này là con kiểu như anh em có thể hình dung được, nó giống như cái trái dưa leo vậy đó, nó rất là hòn ha. Đó, nó rất là hòn. Rồi con này có phanh và phanh còn hoạt động nha nè, con E7 à, anh em thấy là chúng ta có thể thấy được là nó có cái giảm sóc nha, nó có cái lò xo à, chúng ta có thể thấy được cái lò xo giảm sóc khi mà mình chạy cái máy nó rung, nhưng mà mình đưa vô tay vô đây là nó không hề rung, thì nó chỉ nằm lại những cái dòng máy mà cực kỳ cao cấp nó mới có ha. À, đây là một trong những cái con đó, Ryobi ESK435 ha. Mấy cái thằng Ryobi thì từ cắt cỏ cho tới bơm nước hay là cưa thì nó đều khoái màu vàng hết ha. Nó rất là chuộng cái màu vàng. Nó con này thì nó khoảng 34cc nha nè. 34cc. À, nồng đứng nha, nồng đứng. Lưu ý giùm em là cái con này là máy nồng đứng nha. Đó, anh em biết rồi thì nồng đứng nó sẽ chạy nó bốc hơn nồng nằm rất là nhiều ha. Con này làm 4 tắc luôn. Con này là cái phơm dưa leo. Nó rất là dài mà nó ốm. Đó. Nên là xài rất là gọn. Con này là còn chút xíu nữa là 4.5 kg ha, 4.5 kg yếu. Con này 4.5 kg yếu nha. Đó, nồng đứng, anh em nhớ ha, Ryobi nồng đứng. Mà anh em biết rồi, cái thằng Ryobi này thì nó chạy nó rất là phóng khoáng, chạy nó rất là bốc, đúng không? Chạy là cực kỳ bốc. Máy là chạy và bốc mà thêm cái nồng đứng là thứ gì chịu nổi ha. Đây, cái le cũng là lấy cái le mà tự động ha. Cái le gió tự động, khi kéo ra bấm vô là nhảy vô y gan như cái thằng này. Cái hàng E3 này đều là những cái hàng mà phân khúc là đời cao, rất là cao đó. Mấy con này đều sản xuất tại Nhật hết ha. Đó, nồng đứng rất đẹp, đi cái làm Archer quá đẹp luôn, làm căng ru ru ha. Con này 2.5 triệu nha. Rồi kế tiếp nữa là một cái con thuộc dạng hàng cao cấp của Hitachi. À, ở đây chỉ là hôm nay chúng ta có hai con Hitachi ha, hai con đều là tay cục, nhưng mà cái con bên đây là cái thuộc cái phân khúc cao cấp hơn của hãng Hitachi, còn bên đây chỉ là cái phân khúc phổ thông thôi, còn bên đây là cái phân khúc nó cao cấp hơn. Mà anh em nhìn cái thiết kế của nó, anh em cũng có thể đoán được cái phân khúc nó thuộc cái dạng cao cấp rồi. Nó thiết kế một cái cách là rất là cầu kỳ phức tạp ha. Đây, nó làm thiết kế rất là cầu kỳ phức tạp Hitachi. Con này thì 33cc, nó thuộc cái dạng là cao cấp nha nè, cao cấp của anh Hitachi nè. Đây là cái le gió cũng là le tự động nữa nè, thấy không? Còn cái le ở bên đây thì mình phải kéo ra, mình kéo ra rồi mình tự mình đóng vô chứ nó không có nhảy vô nha. Nó dòng phổ thông thì nó vậy, còn cái những cái dòng cao cấp á, đây là một dòng cao cấp nè, đây là một dòng cao cấp rồi, đây cũng là một dòng cao cấp nữa nè ha. Thì những cái dòng cao cấp thì mình khi kéo em bóp ra là tự động nó nhảy vô đây, thấy không? Nó tự động. Đây công tắc luôn. Rồi. Con này có phanh và phanh còn hoạt động nha nè. Con này có phanh và phanh còn hoạt động. Tem bọng đồ này kia còn rất là đẹp. Rất là cứng cáp. Đây, cái đế máy của nó đây. Đây. Đây anh em ơi. À mà. Con này đời cực kỳ cao luôn. CS33EDTB. Đây, cái mã nó nè anh em. CS33ETD sản xuất tháng 2 năm 2018. Đó, anh em thấy không? Đời nó cực kỳ cao. Em nói nãy cái con màu xanh này là đời 2016 thì cái cũng không nhầm nhò gì cái con này đâu. Cái con này là đời cực kỳ cao, tháng 2 năm 2018 luôn nè. Đây, nó có nè ha. Anh em thấy nha. Tháng 2 năm 2018 nha. Cái mã nó là CS33ETB. Đó. Bởi vì nhiều anh em cứ đi mua à, nói là cái con Hitachi tay cục à, tại sao mấy cái tiệm khác nó bán á, là chỉ có 1.8 triệu, 1.9 triệu, mà đó là mà lâu lâu em vẫn có những cái lô Hitachi tay cục mà giá nó khoảng 1.8 triệu nha anh em, nhưng mà máy nó xấu hơn. Còn những cái con này là cái máy nó là cực kỳ đẹp, máy tuyển
và đời của nó cực kỳ cao, và đây là một minh chứng ha. Tháng 2 năm 2018 nha anh em, đó là chỉ mới là chưa mới tròn 2 năm thôi, mới tròn 2 năm thôi mà máy Nhật mà tròn 2 năm, mà trong khi đó là từ nó vận chuyển từ bên Nhật mà về tới Việt Nam mà về tới tiệm em thì chắc nó nằm không, nằm chờ hời không thì hết một năm mấy rồi nè. Coi như là cái thằng Nhật này có xài gì cái máy này đâu ha. Rất là đẹp đó, cái đế nó rất là đẹp rồi, quá ngon, con này là quá ngon rồi ha. Lam cũng là 4 tấc nha nè, tăng đưa ở đây đời cao mà dòng cao cấp luôn, mà chỉ có 2,5 triệu thôi anh em, cứ lên mạng coi ở bên Nhật có bán máy mới bao nhiêu thì biết liền. Con này 4,5 triệu đúng ha, 4,5 triệu đúng. Hitachi một cái dòng cao cấp hơn của cái anh chàng này, anh chàng này là phần phổ thông, anh này là cao cấp đời 2018. Rồi cái cuối cùng là cái thằng E9, anh này là cái thằng Echo CSV35 nha, anh này là CSV35 nồng đứng nha anh em, có phanh và phanh còn hoạt động ha, có phanh và phanh còn hoạt động. Echo con này cũng lam 4 tấc, và cây lam này nó sản xuất tại Canada nha nè, made in Canada. Cây lam này là sản xuất tại Canada, còn cái máy này sản xuất tại Nhật ha. Đấy, con này thì nó khoảng là 36cc. Vậy vậy là trong cái lô này thì tất cả các máy này là đều là cái con này là cái dòng công suất là cao nhất. Như vậy là nãy giờ chúng ta quan sát thì cái máy này là cái dòng công suất cao nhất ha. Con này là 36cc nồng đứng và có phanh và phanh còn hoạt động. Đây là cây lam của nó ha. Lam 4 tấc ha. Rồi mình đưa lên cây cân mình cân thử ha. Rồi con này là nặng là 5,4 kg. Nặng 5,4 kg nha nè, 5,4 kg. Đó, coi như là trong cái lô này thì cái con này là khỏe nhất, và cái con này là cái dòng này là anh em rất là khoái xài nè. Những anh em mà khoái dòng máy cưa mà hàng Nhật đó, hàng Nhật thì anh em sẽ thích nhất là hai thằng, là một là Shinawa, mà Shinawa thì thường là rất là cao tiền. Đó là hậu dạng là biết xài hoặc là chạy da mới xài Shinawa, còn kế tiếp là cái dòng phổ thông hơn rất là nhiều người xài đó là Echo ha. Thì đây là cái con Echo mà cái dòng cao cấp nồng đứng, mà cũng không phải là quá cao tiền, nó dưới 3 triệu, nhưng mà chạy là rất là đã, nó tới 36cc nha anh em, 36cc đó mà nồng đứng luôn. Con này thì anh em đã bán nhiều rồi, với lại là phụ tùng phụ kiện đồ này kia, với lại là nó phổ thông, con này rất là phổ thông ha. Hầu như là cái tiệm nào mà bán máy cưa ngoài Shinawa thì Echo là những cái con nồng đứng này đều có bán hết, nó rất là phổ thông. Và đây là một cái con máy đẹp ha, máy rất là đẹp nha anh em, nhìn cái đất bình xăng nè, còn máy tinh chưa có mòn gì hết ha. Tại vì khi mà mình mở cái nắp bình xăng đó, thường là mình đưa cái vít dẹt vô đây mình vặn nè, rồi mình xài nhiều quá thì nó sẽ bị quát, nó bị quát nó bằng nhựa mà ha. Đây còn ở đây còn rất là đẹp nè, nồng đứng nha, nhớ giùm em là nồng đứng. Như vậy nãy giờ chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy được có hai con nồng đứng trong cái lô này, là con E9 và con E7 là hai con nồng đứng nha. Còn ngoài ra là những cái con bên đây là nồng nặng, mới có một cái con hàng cao cấp cực kỳ đời là con này. Rồi chỉ có 9 con thôi, nhưng mà anh em thấy không, con nào con lấy chắc lời hết. Anh em có nhu cầu thì tiến hành là liên hệ theo cái bảng phong hàng này giùm em ha. Rồi 0967100003. Rồi sau cái lô cưa này bên em sẽ lên lô cắt cỏ, còn khi nào lên cắt cỏ thì anh em cứ bấm đăng ký kênh đi, khi nào lên thì em báo cho em, nhiều khi em cũng không biết được đâu, giao hết cái lô này xong rảnh rồi mới có giao được ha. Rồi các bạn anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo.